Xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Tiệm Máy Nổ Hoàng Dân. Hôm nay hàng về nữa anh em ơi. Hôm nay về nguyên một lô sườn luôn anh em ơi. Ở đây có mấy cái sườn IC7 với IC90 nha anh em. Hôm nay về tới mười mấy sườn rồi. Đây, sườn này còn đẹp lắm nha anh em. Sườn này còn rất là êm luôn. Rồi, thôi bây giờ em bắt đầu xuống ba đồ nha anh em. Còn lát nữa em sẽ quay sơ cho anh em xem.
rồi anh em ơi, hồi nãy giờ xuống bớt anh em ơi, xuống bớt mấy cái vàng cho nó chống bớt. Cái vàng này là IC9 nha anh em, IC90. Toàn bộ đều là cốt đặt hết nha anh em, mấy cái bộ này là cốt đặt hết luôn. Cái vàng này cũng IC90 luôn anh em ơi. Cái này để chữ nó hơi mờ á, để IC90 nè. Chưa rửa gái hết trơn nha nè, cái này hàng mới về luôn. Còn đây là bộ hộp số IC5 nha nè. Đây để em ra trước coi. Đây vàng này là IC6 nha nè, hộp số IC6. Ở trên xe còn nữa anh em ơi, chưa xuống hết nữa. Đây, bọn này là IC7 nha anh em. Đây còn trên xe nữa anh em ơi. Đây trên xe còn tới 4 bộ nữa anh em ơi. Còn tới 4 bộ sườn nữa. Hôm nay về toàn là IC thôi mà anh em ơi. Mấy con này anh em thấy vậy đó chứ, gửi gái là đẹp mới tin liền. Giờ mấy anh đẩy bớt qua bên bển cho trống anh em ơi, đặn xuống mấy bộ này. Hồi nãy em có đẩy bớt 3 bộ ra ngoài sau hè cho nó trống. Đây một bộ nè anh em, cái này là IC5 anh em ơi. Đó. Với hai bộ đằng này nữa anh em ơi. Đây bộ này IC5 luôn nha anh em. Đó, bộ này còn rất là êm luôn. Rồi theo video của chúng em tới đây sẽ được kết thúc nha anh em. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo vào video mới nhất. Đó, địa chỉ của hàng chúng em thì nằm ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha anh em. Đó, mình cửa hàng chúng em mình còn rất là nhiều nha anh em. Anh em lựa chọn thoải mái. Đây, bộ này là bộ IC6 nè. IC6 nãy mới về nè. Rồi, video kết thúc nha anh em. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt anh em.